Tiền Giang giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, quảng bá tiềm năng thế mạnh và chính sách mời gọi đầu tư của địa phương. Bộ Nội vụ đề xuất trong 3 năm tới sẽ có 199 huyện, 21 quận, 23 thành phố thuộc tỉnh và 16 thị xã, cùng với gần 6.200 xã phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp sáp nhập. Tòa án Công lý tối cao Venezuela bắt giữ cựu Chủ tịch Quốc hội vì nghi liên quan đến hoạt động ám sát Tổng thống Nicolas Maduro. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, Tiền Giang, cơ hội đầu tư và đồng hành phát triển là chủ đề chính của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là sự kiện quan trọng để địa phương này giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh Tiền Giang đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị. Thông tin từ phóng viên Phú Huân. Xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang đứng thứ 2 toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, FDI đứng thứ 4, tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 và thu hút du khách quốc tế đứng thứ nhất toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiền Giang cũng là tỉnh có diện tích và sản lượng cây ăn trái lớn nhất cả nước. Vị trí địa lý thuận lợi nằm gần thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 30 phút đi đường cao tốc. Đây là những lợi thế nổi bật và là thành tựu của tỉnh Tiền Giang có sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đến tỉnh Tiền Giang để tìm kiếm cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chế biến nông sản. Tiền Giang có nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lợi thế về nông nghiệp. Đây là vựa lúa, vựa cá, vựa trái cây của cả nước. Về phía địa phương này, từ cuối năm 2016, tỉnh Tiền Giang đã có nghị quyết 06 về hỗ trợ phát triển kinh doanh đến năm 2020. Và Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động với những việc làm thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như mở chuyên mục đối thoại doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh. Có thể nói, từ sự minh bạch công khai này đã ngày càng kiến tạo bồi đắp lòng tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương quy hoạch 7 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 27 cụm công nghiệp, trong đó có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ trao chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu dự án cho 31 dự án tiêu biểu với tổng số vốn 15.650 tỷ đồng. Song song đó, danh mục 19 dự án tỉnh Tiền Giang ưu tiên mời gọi đầu tư với tổng số vốn khoảng 16.360 tỷ đồng cũng được giới thiệu tại hội nghị này. Những thông tin chi tiết và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị này sẽ được phóng viên chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong bản tin Việt Nam Online vào lúc 18:30 tối nay. Mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, từ nay đến năm 2021 sẽ có 199 huyện, 21 quận, 23 thành phố thuộc tỉnh và 16 thị xã, cùng với gần 6.200 xã phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp sáp nhập. Thông tin đáng chú ý này đã được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc góp ý dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo của Bộ Nội vụ, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã hiện nay không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định là rất lớn. Cụ thể là có 588 trên 713 đơn vị hành chính cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số, chiếm hơn 82%. Trong đó thì ở cấp xã có 9.434 trên 11.162 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số, chiếm gần 85%. Tồn tại này làm bộ máy hành chính công kênh, đầu tư dàn trải. Trước thực tế này thì đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021 nhằm phát huy hiệu quả bộ máy hành chính. Theo đó thì mục tiêu đến năm 2021 thực hiện cơ bản sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về tự nhiên và dân số. Từ năm 2022 đến năm 2030 hoàn thành xong việc sắp xếp. Đáng chú ý là việc sáp nhập, sắp xếp phải lấy ý kiến nhân dân. Ưu tiên sáp nhập nguyên trạng huyện, xã không đạt, ưu tiên sáp nhập nguyên trạng vào một đơn vị hành chính liền kề. Về bộ máy hành chính thì tiến hành sắp xếp giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính.
đặc biệt là chú trọng phân loại những người có phẩm chất, năng lực đảm bảo vị trí tại đơn vị hành chính mới. Xác định số lượng cấp phó, thời gian đầu sau khi sắp xếp có thể cao hơn quy định, nhưng có lộ trình giảm dần đến năm 2025, đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, đề án cũng nhấn mạnh đến việc sau khi sắp xếp, sáp nhập phải chủ động, triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan và không có các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Phát triển Chương trình Giáo dục Phổ thông và các chuyên gia giáo dục về một số vấn đề trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới. Các ý kiến khẳng định vấn đề đổi mới sách giáo khoa đã có nghị quyết của Quốc hội và là việc nhất thiết phải làm. Tuy nhiên, đổi mới giáo dục cần thận trọng từng bước một. Các ý kiến cũng tập trung vào các vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, như quy định thời lượng học tập của học sinh phổ thông, thời lượng một số môn học, về vấn đề dạy tích hợp và phân hóa. Hiện tại, một số chuyên gia cho rằng chương trình giáo dục phổ thông mới nên theo hướng mở, cần chú ý đến trình độ giáo dục từng khu vực và theo vùng để điều chỉnh, chú ý đến tính nhân văn trong chương trình giáo dục, nên xem xét cả một số môn học có cần thiết phải bắt buộc trong giáo dục phổ cập không. Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2018, làm 13 người tử vong, tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp, trưởng ban quản lý chung cư này, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đây là sự việc đang gây sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi cách đây 2 ngày, chủ đầu tư bất ngờ thông báo tạm ngưng chi tiền hỗ trợ cho cư dân. Một trong những nguyên nhân được chủ đầu tư đưa ra là không có sự công bằng trong xác định trách nhiệm đối với vụ việc này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Trần Quốc Tuấn là người thuộc công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn SEPCO. Công ty này được công ty Hùng Thanh ký hợp đồng thuê để quản lý chung cư Carina Plaza kể từ cuối năm 2016 đến nay. Cơ quan điều tra xác định công ty SEPCO có trách nhiệm quản lý, vận hành hoạt động của chung cư Carina Plaza theo hợp đồng ký kết với công ty Hùng Thanh. Trong đó có trách nhiệm về vận hành thiết bị phòng cháy chữa cháy, diễn tập phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn người dân chung cư thoát hiểm khi xảy ra các sự cố. Tuy nhiên, với trách nhiệm là trưởng ban quản lý, ông Tuấn hiểu rõ về hệ thống phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng nhưng không báo chủ đầu tư. Chúng tôi lại thấy rằng ở đây nó có điều dường như có sự không công bằng trong xác định trách nhiệm. Nếu như bên phía bảo vệ mà có người bảo vệ, có người giám sát cái hầm xe và ở khu vực đó hoặc là những khu vực khác có thể phát hiện ngay từ đầu, thế thì ngay từ lúc phát hiện cái nguyên nhân cháy đó mà chỉ cần một cái bình chữa lửa cháy tay thôi, chữa cháy tay thì đã có thể dập tắt nguyên nhân. Thậm chí cháy to lên chút nữa thì 2-3 người, mà không phải là 1 phút, 2 phút hay là vài chục giây hay là một vài phút mà lên 8 phút. Theo đại diện pháp lý của công ty Hùng Thanh, hợp đồng số 38 về việc quản lý vận hành nhà chung cư giữa chủ đầu tư và SEPCO và Hùng Thanh là mấu chốt để xác định trách nhiệm sau sự cố. Trong đó, SEPCO có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trang thiết bị hoạt động, có lực lượng bảo vệ 24/24 tại 7 vị trí thuộc các block. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được đảm bảo. Sau khi vụ cháy xảy ra, chủ đầu tư đã 4 lần họp với SEPCO và công ty bảo vệ, nhiều lần gửi văn bản đề nghị hỗ trợ nhưng không có kết quả. Nếu thời điểm đó tất cả các cửa thoát hiểm mà đóng lại thì rõ ràng sẽ không có nguyên nhân cháy, sẽ có cháy nhưng mà sẽ không có cái hậu quả tệ hại đến như vậy. Thế thì ai phải chịu trách nhiệm trong trường hợp là các cái cửa đó mở, trong khi hợp đồng 38 xác định, hợp đồng 38 là hợp đồng quản lý xác định rất rõ về phía công ty quản lý phải chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động liên quan đến phòng cháy chữa cháy và vận hành của chung cư. Sau khi vụ cháy xảy ra thì công ty Hùng Thanh cũng như công ty 57 hình như là hầu như dừng toàn bộ việc kinh doanh. Như thế thì thiệt hại này thì không thể tính được, toàn bộ kinh doanh để tập trung lo việc mà sửa chữa cải tạo và hỗ trợ cái cư dân Carina. Cái đó là cái thiệt hại rất là lớn và cổ phiếu thì cũng đã giảm rất nhiều. Nhưng cái đó thiệt hại thì chắc là báo đài mấy anh cũng đã nắm. Về chi tiết cụ thể ở dự án ở chung cư Carina này thì sau khi mà vụ cháy xảy ra thì công ty cũng đã hỗ trợ cho thăm người bị nạn, bị thương và hỗ trợ cho thuê nhà một số cư dân ở. Hiện tại trên công ty đã chi trên 70 tỷ.
Vụ cháy ở chung cư Carina xảy ra vào lúc hơn 1 giờ ngày 23 tháng 3 đã khiến 13 người chết, hơn 90 người nhập viện và được đánh giá là vụ cháy gây hậu quả nặng nề nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 10 năm qua. Sau vụ việc, nhiều người dân tại chung cư này rơi vào tình cảnh khó khăn, các hộ dân phải thuê nhà ở nhờ nhà người quen để sống qua ngày. 6 tháng đầu năm 2018, Công an Hà Nội đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy, trong đó đặc biệt đã phá được đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các đại lý tại Hà Nội. Mỗi lần giao dịch thường từ 1 đến 5kg ma túy đá. Thông tin này đã được đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết trong cuộc họp báo sáng nay. Ba đối tượng của đường dây buôn bán ma túy đá và thuốc lắc đã bị bắt giữ, tăng vật thu được là hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp. Theo Công an Hà Nội, lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất thú y, thuốc tân dược gây nghiện để chiết xuất ra các loại ma túy. Hiện đã xuất hiện một số loại ma túy mới với những tên gọi khác nhau như lá khát, cỏ mỹ, hoa cần sa, nâm tích thần có mức độ nguy hại cao. Đặc biệt một số đối tượng lợi dụng các căn biệt thự, nhà liền kề chung cư để mua bán trồng cây có chất ma túy. Thưa quý vị, theo luật thủy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tất cả tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên sẽ phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Dù chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực. Nhưng trên thực tế, ngư dân còn rất thiếu thông tin về việc gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Chiếc tàu cá công suất trên 500 cv được hạ thủy vào cuối tháng 8 này. Thế nhưng ngư dân vẫn không biết tàu cá của mình phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mình chưa nghe là có hơn ngày 19 là nó có cái thiết bị ở tàu, cho nên mình không biết, chưa biết những thiết bị giám sát hành trình là mình không biết nó là ra sao, chỉ nghe nói sao chứ không biết cái gì. Theo một số ngư dân thì năm 2011, nhà nước từng hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình Movimat cho tàu cá có chiều dài trên 24 mét. Do vậy, họ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để gắn thiết bị cho tàu cá mới đóng có chiều dài trên 15 mét. Tàu tôi thì cũng có một chiếc coi như là 93-39 quân ấy thì cũng đơn đi hành nghề trên biển khơi nhưng mà cũng chưa có gắn. Mà nhà nước hỗ trợ thì mình cũng chấp nhận thôi, nhưng mà chưa có thì mình cũng ưng lắm, chứ ưng cho nó có để mình lòm mình đảm bảo ở trên biển khơi, rồi ví dụ nó có cái điểm đứng của mình, cái điểm mình lòm ở đâu thì coi như là mình bố gì chi cục nó theo từng giờ từng ngày để tên chi cục người ta theo dõi, người ta biết, người ta nắm cái tàu mình là nó không có xâm phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản chỉ đạo là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 là tất cả các cái tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên và là phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay là cái việc mà thu hồi và lắp đặt lại cái thiết bị MOMA là nhà nước vẫn chịu mọi chi phí, còn lại là các cái thiết bị giám sát hành trình khác là chủ tàu phải bỏ tiền ra mua. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi thì hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa có hướng dẫn chi tiết về việc chọn thiết bị giám sát hành trình loại nào để đúng chuẩn trong việc kết nối thông tin về bờ cho các địa phương. Sự chậm trễ này cùng với việc thiếu thông tin, thậm chí là mơ hồ của ngư dân thì chắc chắn từ nay cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhiều tỉnh thành ven biển như Quảng Ngãi sẽ không thể gắn kịp thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá để ra khơi đúng luật. Thưa quý vị, chỉ cần một tài khoản Facebook ảo, một số điện thoại đẹp, những đối tượng lừa đảo đã chiếm được lòng tin của các đại lý SIM thẻ. Thủ đoạn lừa đảo thông qua việc bán SIM thẻ điện thoại trên Facebook này xuất hiện gần đây và nhiều lần trót lọt. Nhiều người vì muốn mua thẻ với mức chiết khấu cao để hưởng chênh lệch đã bị dính bẫy, mất trắng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Người phụ nữ này vài ngày nay mất ăn mất ngủ vì khoản tiền 17 triệu đồng không cánh mà bay. Qua Facebook, chị quen biết một tài khoản có tên Trương Thanh Quang. Tài khoản này đưa ra thông báo tuyển đại lý bán thẻ cào điện thoại, chiết khấu cao. Nhẹ dạ cả tin, chị không ngần ngại chuyển khoản 17 triệu đồng cho đối tượng này để mua thẻ cào. Hiện tại thì anh bảo là còn rất nhiều thẻ của Viettel. Chiết khấu thì nếu mà em chuyển tiền luôn thì trong vòng 1-2 tiếng thì anh sẽ chuyển thẻ về cho em. Tôi có hỏi anh địa chỉ giao dịch của anh ở đâu thì anh nói là anh ở Hải Dương. Tất cả các trao đổi trước đó được thực hiện thông qua tin nhắn, đến khi không thấy đối tượng chuyển thẻ đã mua. Nạn nhân mới lần theo số điện thoại được đăng trên Facebook của đối tượng này để gọi liên hệ. Đến lúc đó chị mới biết mình bị lừa.
Trời ơi, em chuyển tiền chi? Em chuyển tiền là em bị lừa đó. Tại vì cái người đó là người ta mạo danh anh đó, người đó không phải là anh đâu. Sao lại không phải là anh? Tại vì em thấy là số Facebook này là của anh mà. Em coi kỹ đi, Facebook mình nó đâu phải xài số của anh. Facebook mình nó chỉ đưa đại một cái số điện thoại nào đó lên để giả dạng thôi. Chứ Facebook mình đâu phải là số của anh đâu. Số của anh là làm gì có, anh cũng đâu có xài Facebook đâu. Ngày nào cũng có quá trời người gọi cho anh báo chuyển tiền rồi hết á. Đối tượng lừa đảo hiện vẫn sử dụng tài khoản Facebook có tên Trương Thanh Quang để tiếp tục lừa đảo. Trước đó năm 2016 tại Thái Nguyên, cũng từng xuất hiện đối tượng lừa đảo thông qua việc mua bán thẻ cào điện thoại, bị công an xử lý. Đối tượng mua số lượng lớn thẻ cào điện thoại, sau đó bán lại cho các đại lý kinh doanh thẻ cào với chiết khấu ưu đãi cao, hấp dẫn. Sau vài lần giao dịch, các đại lý thấy có lãi, tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng này để mua thẻ với số lượng lớn. Nhưng khi số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng, đối tượng lừa đảo đã bỏ trốn cùng số tiền của các đại lý. 202 học sinh lớp 1 vừa mới nhập học nhưng đột ngột lại có thông báo phải chuyển sang trường mới ở xa nhà hơn, chưa hoàn thiện. Đó là câu chuyện đang xảy ra tại trường tiểu học Cao Bá Quát, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sự việc đã khiến hàng trăm phụ huynh tại khu đô thị này bức xúc lo lắng. Họ đã phải nghỉ làm, chờ trực trước cổng trường và tìm tới tận các cơ quan chức năng địa phương để có câu trả lời cho sự việc bất thường này. Trường tiểu học Cao Bá Quát nằm gọn trong khuôn viên của khu đô thị Đặng Xá, Hà Nội. Những ngày này, phụ huynh liên tục đến để mong được gặp đại diện nhà trường, tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao gia đình có hộ khẩu tại khu đô thị. Con mình vừa mới được nhập học lại bỗng dưng nằm trong số 202 học sinh sẽ phải chuyển sang trường trung thành. Ngôi trường còn chưa xây xong nằm ngoài khu đô thị. Những giọt nước mắt hoang mang, lo lắng, mệt mỏi và bức xúc đã không thể kiềm chế. Vì chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Mời các cô ra đây. Tuyển sinh thì vẫn có thông báo là tuyển sinh bình thường, không có đề xuất, không có bảo thông báo là không được nhập học ở đây. Không có thông báo gì mà đùng một cái bây giờ tuyển sinh xong rồi các con vào lớp rồi, bây giờ lại bảo là thông báo là có danh sách chuyển đi, nên là phụ huynh rất là bức xúc. Cái điều tra dân số của nhà trường như thế nào, bởi vì theo mình được biết là năm ngoái trường đã vượt chỉ tiêu rồi. Vậy thì nhà trường đã rút kinh nghiệm như thế nào mà năm nay lại vẫn vượt chỉ tiêu như vậy? Đấy, thế thì cái việc vượt chỉ tiêu này nó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và học tập của con. Được biết, khu đô thị Đặng Xá đã được xây dựng nhiều năm nay, nhưng việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng lại không đáp ứng kịp do cư dân đông, tăng trưởng nhanh. Năm học 2017-2018, trường tiểu học Cao Bá Quát mới bắt đầu tuyển sinh. Theo dự kiến, năm nay trường có 500 chỉ tiêu lớp 1. Tuy nhiên trên thực tế, số học sinh nhập học lên đến 638 em, trong đó có học sinh diện tạm trú hoặc trái tuyến. Nhà trường chỉ có 35 lớp nên số trẻ trên một lớp lên tới 70, không đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong khi đó, trường tiểu học Trung Thành cách đó khoảng 2 cây số, năm nay cũng sẽ được khánh thành và đi vào hoạt động. Vì thế, huyện Gia Lâm chủ trương phân tách một phần học sinh ở tiểu học Cao Bá Quát đưa sang tiểu học Trung Thành theo địa giới của xã. Tuy nhiên, cư dân lại cho rằng đã mua nhà trong khu đô thị thì con em họ phải được học tại trường trong khu đô thị. Trước phản ứng của người dân, trong cuộc họp chiều ngày 8 tháng 8, huyện Gia Lâm đã có những điều chỉnh. Là chuyển 359 cháu, tất cả đối tượng tạm trú, về trường Trung Thành của mình mới. Để thật sự công bằng, chúng tôi rất ủng hộ là những người có cư dân sống ở đây, chấp hành tốt quy định của pháp luật rồi mà đang đầy đủ rồi. Đại diện huyện Gia Lâm cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đúng 15 tháng 8 khánh thành trường Trung Thành và mùng 1 tháng 9 khánh thành con đường mới đi vào trường để tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em. Lãnh đạo huyện Gia Lâm thừa nhận sự việc một phần do huyện chưa lường trước được tình hình khi phân tuyến, một phần do huyện bị động hoàn toàn khi các khu đô thị liên tục mọc lên trong khi hạ tầng giáo dục, y tế thì chưa có sự sẵn sàng. Chuyển
chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Sau khi Mỹ công bố danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu thuế 25%, chính quyền Bắc Kinh cảnh báo đã sẵn sàng áp đặt mức thuế nhập khẩu trả đũa đối với 16 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ. Động thái này được cho là sẽ làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Quyết định được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 8 tháng 8 sau khi Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 25% với 16 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Theo thông báo, lệnh áp thuế mới sẽ được Trung Quốc áp dụng cùng thời điểm lệnh áp thuế của Mỹ có hiệu lực. 333 mặt hàng nằm trong danh sách đánh thuế bao gồm dụng cụ y tế, nhiên liệu, phế liệu, ô tô và xe đạp. Hành động đáp trả ăn miếng trả miếng này đã nâng tổng giá trị hàng hóa bị đánh thuế của cả hai bên lên 50 tỷ đô la Mỹ. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Quốc và Mỹ trị giá khoảng 650 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Theo CNN, đây là quan hệ thương mại song phương lớn nhất trên thế giới. Theo báo Korea Times của Hàn Quốc, lệnh cấm các công dân Mỹ đi lại với Triều Tiên dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Chính phủ Mỹ vẫn chưa thông báo gia hạn lệnh cấm đi lại tới Triều Tiên. Lệnh cấm công dân mang hộ chiếu Mỹ đến Triều Tiên có hiệu lực trong một năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang vì những vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, sắc lệnh hạn chế công dân đến Triều Tiên được chính phủ Mỹ đưa ra sau khi sinh viên Mỹ Otto Warmbier được Bình Nhưỡng trả về nước 17 tháng bị giam giữ trong tình trạng hôn mê sâu và tử vong không lâu sau đó. Theo tờ New York Times của Mỹ, nếu lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ, cùng với những động thái tích cực trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, các đại lý du lịch Triều Tiên ước tính sẽ thu hút khoảng 1 triệu khách du lịch từ xứ cờ hoa trong vòng 2 năm tới. Thưa quý vị, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela ngày 8 tháng 8 đã phát lệnh bắt giữ ông Julio Poc, thủ lĩnh phe đối lập và là cựu chủ tịch quốc hội nước này. Quyết định được đưa ra với cáo buộc ông Poc dính líu tới vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, cố gắng chất nổ nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro và ban lãnh đạo Venezuela mới đây. Quyết định của Tòa án Công lý Tối cao Venezuela nêu rõ, kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy có đầy đủ bằng chứng để truy cứu hình sự ông Julio Poc về tội danh ám sát có chủ đích, khủng bố, tài trợ khủng bố và cấu kết để phạm tội. Nhờ các bằng chứng rõ ràng, lệnh bắt được đưa ra ngay lập tức mà không cần phải tổ chức một phiên xem xét sơ bộ theo luật định, dù ông này hiện đang tị nạn tại Bogota dưới sự bảo trợ của Colombia. Các cơ quan điều tra của Venezuela đã xác định được kẻ chủ mưu vụ việc là Raider Alexander Russo Marquez, biệt danh là Pico, hiện đang ẩn náu ở Colombia, cùng đối tượng tài trợ là Osman Alexis Delgado, đang sinh sống tại Mỹ. Venezuela đã gửi các bằng chứng tới Mỹ để yêu cầu dẫn độ đối tượng này. Trước đó, ngày 7 tháng 8, ông Maduro cũng đã công bố một loạt bằng chứng bằng hình ảnh liên quan tới vụ tấn công nghiêm trọng này. Nếu có thêm một cơ hội, vẫn sẽ bỏ phiếu cho Brexit là phát biểu của nhiều người dân Anh. Hai năm đã trôi qua kể từ khi người dân Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu EU, còn gọi là Brexit, vẫn tồn tại sự hối hận muộn màng, nhưng bên cạnh đó là niềm mong mỏi Anh rời EU càng nhanh càng tốt. Paul Green là ông chủ của một hiệp hội trợ cấp cho công nhân đào mỏ ở khu vực vành đai rỉ sắt phía bắc nước Anh, nên công nghiệp này đã bị quên lãng trong nhiều năm qua. Và những người trong cộng đồng của ông Green đều mong chờ đến ngày Brexit chính thức diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 sắp tới, nhằm cải thiện tình hình nơi đây. Ông Green tin rằng Brexit sẽ khiến cho chính phủ ngừng đầu tư tiền ra nước ngoài và quan tâm hơn đến các cộng đồng nhỏ trong nước để phát triển. Tình hình thật sự rất bi đát. Chúng tôi là một cộng đồng bị lãng quên và rất nhiều nơi ở đây cũng gặp phải cảnh tương tự do thiếu vốn đầu tư. Brexit cần phải xảy ra ngay lập tức. Anh là một đất nước kiên cường và sẽ không gục ngã. Cái chúng ta cần nhất bây giờ là đầu tư vốn lại cho những thị trấn trong nước. Hiện tại, đất nước Anh vẫn đang đứng trước sự chia cắt rất rõ ràng giữa nhóm người muốn rời khỏi EU và những người muốn ở lại. Theo một kết quả khảo sát công bố vào cuối tháng trước, 42% số người dân Anh ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về Brexit, nhiều hơn 2% so với số người phản đối ý tưởng này. Dù Thủ tướng May đã tuyên bố sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào về Brexit, nhưng lo ngại về sự ly hôn bất thành với EU vẫn canh cánh trong lòng không ít người dân nơi đây. Tôi lo rằng chúng tôi sẽ ở lại Liên minh châu Âu. Tại sao việc rời khỏi EU lại khó khăn và tốn kém đến vậy? Con thuyền Brexit mà Thủ tướng Theresa May cầm lái đã gặp phải rất nhiều sóng gió. Quốc hội Anh chia rẽ về Brexit, hai nhân lực chính bao gồm Bộ trưởng Brexit David Davy và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã từ chức.
2 năm sau cuộc trưng cầu Brexit, kinh tế Anh chững lại, đầu tư giảm. Các doanh nghiệp lớn cho biết họ buộc phải rời đi và mang theo hàng nghìn việc làm. Brexit nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra, theo đúng mong muốn của những vùng công nghiệp nhỏ để thay đổi tình hình bi đát hiện nay. Nhưng tương lai của họ liệu có được cải thiện hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Thưa quý vị, tại Uganda, một quốc gia vùng Đông Phi, người dân đã tận dụng cả nham thạch làm nguồn nhiệt phục vụ cho việc nấu ăn. Hoạt động này vừa làm giảm tác động tiêu cực của nhiên liệu hóa thạch đến môi trường, vừa góp phần giúp người dân tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho nhiên liệu. Suốt cuộc đời mình, bà Rebecca Kiwanuka đã sử dụng than củi để đun nấu, dù biết rằng thứ nhiên liệu đắt đỏ này không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bà và gia đình, mà còn có nhiều tác động xấu tới môi trường. Giờ đây, bà đã có một lựa chọn khác. Chiếc lò đun này tuy có giá bán cao, nhưng lại giúp bà Kiwanuka tiết kiệm được chi phí nhiên liệu. Theo như những gì mà tôi ghi chép và tính toán được, thì mỗi năm gia đình tôi tiêu hết khoảng 1,2 triệu xiên linh tiền than củi, tương đương khoảng 325 đô la Mỹ. Nhưng với chiếc lò sử dụng nham thạch này, tính ra mỗi năm, chúng tôi còn chẳng tốn đến 100.000 xiên linh tiền nhiên liệu. Đá núi lửa sau khi được đốt nóng có thể duy trì nhiệt độ hàng giờ liền với sự hỗ trợ của một chiếc quạt nóng vận hành bằng năng lượng mặt trời. Bộ thiết bị này được phát triển bởi các nhà sáng chế đến từ công ty Eco Group Limited của Uganda. Sản phẩm này sẽ giúp hạn chế đáng kể nạn khai thác gỗ tràn lan ở Uganda. Đó là bởi đá núi lửa cháy mạnh và hiệu quả hơn nhiều lần so với củi hay than. Hơn nữa, nó là một thứ nhiên liệu sạch và tiện lợi. Không giống như các loại than củi, thứ nhiên liệu đốt phổ biến tại Uganda, mỗi viên đá núi lửa có tuổi thọ trung bình khoảng 2 năm. Tính tiết kiệm ấn tượng đã giúp những chiếc lò nham thạch không chỉ ngày càng thu hút nhiều hộ gia đình tại Uganda, mà còn được sử dụng trong những mô hình quy mô lớn hơn. Với những đầu bếp tại khu chợ ẩm thực nhộn nhịp ở trung tâm thủ đô Kampala, đây là thứ nhiên liệu được ưa chuộng bởi sự hiệu quả của chúng giúp cắt giảm chi phí. Đồng thời, loại nhiên liệu này gần như không phát thải các loại khí có hại khi cháy. Những chiếc lò này thật tiết kiệm và tiện lợi. Và điều tuyệt nhất là sau khi lắp đặt chúng, người ta cung cấp miễn phí cho bạn rất nhiều đá núi lửa. Từ đó đến nay, chúng tôi không dùng than củi nữa. Chi phí nhiên liệu của chúng tôi đã giảm chỉ còn bằng 1/4 so với trước kia. Trong số 40 triệu người dân Uganda, 90% vẫn còn sử dụng các loại bếp lò đốt than củi truyền thống. Do vậy, quốc gia Đông Phi này sẽ là thị trường lý tưởng để những chiếc lò nham thạch phát triển. Hơn nữa, sản phẩm này cũng hứa hẹn sẽ góp phần cùng nhân loại giải bài toán môi trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay ngày 9 tháng 8 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.